chúc bạn có một ngày làm việc an toàn, hiệu quả tại Vinaco. Vinaco cam kết và nỗ lực xây dựng môi trường làm việc an toàn cho tất cả mọi người, tuân thủ luật pháp về an toàn, vệ sinh lao động, môi trường tại Việt Nam và các nước có phạm vi hoạt động của Vinaco. Chúng tôi luôn nỗ lực để thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình theo nguyên tắc an toàn, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho tất cả nhân viên, khách hàng, đối tác, nhà thầu và toàn thể cộng đồng. Để làm được điều đó, chúng tôi luôn cung cấp những trang thiết bị làm việc, phương tiện vận chuyển đảm bảo an toàn, ban hành và thực hiện các quy định, biện pháp an toàn khi lái xe, các chương trình an toàn dành cho lái xe, các hoạt động đào tạo để đảm bảo môi trường làm việc an toàn và nâng cao nhận thức an toàn cho tất cả nhân viên Vinaco. Tất cả các cấp quản lý và điều hành Vinaco có trách nhiệm, gương mẫu, tuân thủ và hướng dẫn, giám sát thực hiện an toàn, an ninh trong công ty, coi việc thực hiện an toàn vệ sinh lao động, an toàn lái xe là một chỉ tiêu đánh giá hoàn thành công việc của cán bộ công nhân viên Vinaco. Công ty luôn yêu cầu tất cả các nhà thầu phụ tuân thủ và thực hiện chính sách an toàn vệ sinh lao động và môi trường của công ty. Bạn hãy theo dõi nội dung video sau đây, tuyệt đối tuân thủ theo những quy định và hướng dẫn Vinaco đề ra để đảm bảo an toàn cho chính bạn và những người xung quanh. Phần 1. Hướng dẫn các thông tin an toàn dành cho lái xe. 1. Hoạt động TBM, Toolbox Meeting định kỳ. TBM trực tiếp, các lái xe tham gia hoạt động vận tải của Vinaco phải tham gia đầy đủ các buổi TBM định kỳ và cởi mở chia sẻ trong các khóa thảo luận, phổ biến an toàn, thông tin và chia sẻ kịp thời các bài học sự cố, cảnh báo các rủi ro có nguy cơ cao trong vận tải mà mình biết cho mọi người. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức và rút kinh nghiệm để tránh mắc những lỗi tương tự. TBM Online. Với hoạt động TBM Online, lái xe phải chủ động nắm thông tin chia sẻ, xác nhận đã tham gia và làm bài kiểm tra đầy đủ, kịp thời. 2. Quy định về bảo hộ lao động, phương tiện bảo vệ cá nhân. Các lái xe khi điều khiển phương tiện hoặc làm việc phải sử dụng trang phục bảo hộ lao động đúng quy định, bao gồm đồng phục bảo hộ lao động trong suốt thời gian lái xe và làm việc, thẻ nhân viên trong suốt thời gian làm việc, giày bảo hộ trong các điểm giao nhận hàng yêu cầu và khu vực có xe nâng, găng tay, khẩu trang trong các điểm giao nhận hàng yêu cầu, mũ cứng trong các điểm giao nhận hàng yêu cầu và khu vực có kệ cao. 3. Kiểm tra phương tiện hàng ngày trước khi vận hành. Trước khi lái xe, người lái xe cần thực hiện việc kiểm tra phương tiện, ghi kết quả vào phiếu kiểm tra hàng ngày trước khi vận hành và báo cáo ngay cho quản lý đội xe khi phát hiện bất kỳ tình trạng bất thường, hư hỏng của phương tiện. 4. An toàn khi lên xuống xe. Hãy tuân thủ nguyên tắc 3 điểm khi lên xuống xe, thùng hàng, container. Luôn chú ý quan sát phía trước, sau, trước khi mở cửa xe. 5. Đảm bảo an ninh cho phương tiện và người lái xe. Các lái xe lưu ý không cho phép người lạ hoặc người không có phận sự lên xe, không được giao tay lái cho người khác khi không được phép. 6. An toàn điện trên xe. Không được tự ý sửa chữa hoặc thay đổi phụ tùng xe, không lắp đặt, chế thêm các thiết bị điện vào xe khi chưa được sự đồng ý của quản lý đội xe. 7. Kiểm soát tầm nhìn. Nghiêm cấm lái xe dán thêm, gắn, treo các vật dụng khiến tầm nhìn phía trước bị mờ hoặc bị che khuất. Thường xuyên thực hiện vệ sinh kính chắn gió, gương chiếu hậu để đảm bảo có tầm nhìn tốt nhất. 8. Thực hiện tuân thủ pháp luật. Luôn tuân thủ các quy định của luật an toàn giao thông đường bộ, chủ động cập nhật các quy định mới của luật an toàn giao thông, nắm rõ mức vi phạm an toàn giao thông để tự nhắc nhở ý thức chấp hành, không bỏ chạy, chạy trốn trong trường hợp vi phạm và bị cảnh sát giao thông xử lý, không sử dụng chất cấm, thuốc phiện, ma túy dưới mọi hình thức, không tham gia, chứa chấp hay tạo điều kiện cho các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, cờ bạc, buôn lậu, trộm cắp tài sản. 9. An toàn khi lái xe. Tuân thủ quy định của pháp luật về nồng độ cồn, chất kích thích khi tham gia giao thông. Đặc biệt, ghi nhớ và chấp hành quy định đã uống rượu bia thì không lái xe. Luôn thắt dây an toàn trong suốt thời gian điều khiển phương tiện. Điều khiển phương tiện đúng tốc độ quy định, chú ý quan sát các biển báo tốc độ, cả trên khu vực giao thông và trong các kho, bãi, cảng, điểm giao nhận hàng. Đi đúng làn đường, tuân thủ biển báo, biển chỉ dẫn và chỉ vượt khi đủ điều kiện an toàn. Nghiêm cấm dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường hoặc đang di chuyển trong khu vực giao nhận hàng. Tuân thủ quy định của công ty về việc nghiêm cấm hút thuốc trong xe và ở các vị trí cấm hút thuốc tại các khu vực giao nhận hàng. 10. An toàn khi dừng đỗ trên đường. Trong quá trình di chuyển, nếu lái xe phải dừng đỗ trên đường trong tình huống khẩn cấp hoặc thực hiện các tác nghiệp cần thiết, lái xe cần thực hiện việc
bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt trụ tam giác cảnh báo phản quang phía trước và sau xe để đảm bảo an toàn. 11. An toàn tại điểm giao nhận hàng hóa. Trước khi thực hiện giao nhận hàng hóa, lái xe phải đỗ xe đúng vị trí và thực hiện, kéo phanh tay, đưa số vạch P hoặc N, tắt máy, rút chìa khóa và sử dụng cục trả lốp theo đúng quy định. Trước khi di chuyển xe tiến, lùi tại vị trí xếp dỡ hàng, lái xe cần trực tiếp kiểm tra xung quanh xe, gầm xe, đặc biệt là vị trí cuối xe để nắm thông tin về tình trạng hàng hóa, phương tiện xếp dỡ, công nhân, cửa thùng xe, cửa container, đảm bảo an toàn mới được di chuyển. Ngoài các quy định trên, các lái xe cần chú ý, tuân thủ nội quy nơi đóng trả hàng. Tuyệt đối không cãi cọ, không to tiếng, không chửi bới, không gây gổ với đối tác, khách hàng trong mọi tình huống. 12. Xử lý sự cố. Khi xảy ra bất kỳ sự cố nào trên đường hoặc tại các khu vực giao nhận hàng, lái xe phải gọi báo cáo ngay cho cán bộ điều hành, quản lý đội xe và làm theo hướng dẫn. 13. Kiểm soát sức khỏe. Để đảm bảo an toàn và sức khỏe khi tham gia giao thông, các lái xe cần chú ý tuân thủ. Chỉ được lái xe tối đa 10 tiếng mỗi ngày và lái xe liên tục không quá 4 tiếng. Với mỗi 4 tiếng lái xe liên tục, lái xe cần dừng đỗ xe ở vị trí an toàn và nghỉ ngơi ít nhất 15 phút. Hạn chế sử dụng các chất kích thích trong quá trình di chuyển để làm giảm buồn ngủ. Thay vào đó, hãy xây dựng cho mình lối sống sinh hoạt lành mạnh trước mỗi hành trình. Lưu ý, không tham gia lái xe khi tình trạng sức khỏe không đảm bảo hoặc khi đang sử dụng các thuốc tân dược để điều trị có chứa thành phần gây buồn ngủ. Phần 2. Hướng dẫn thao tác xử lý tại hiện trường, tình huống sự cố cháy phương tiện, tai nạn giao thông và trần đổ hóa chất. 1. Sự cố cháy phương tiện. Bước 1. Ra tín hiệu, giảm tốc độ, đỗ xe vào lề đường hoặc chỗ vắng người gần nhất và ngay lập tức nếu có thể. Bước 2. Tắt máy và ngắt nguồn điện chính của ắc quy. Đặt phanh tay, lấy bình chữa cháy. Nhanh chóng tìm vị trí cháy và dùng bình cứu hỏa để dập tắt đám cháy, đồng thời kêu gọi hỗ trợ của người xung quanh. Bước 3. Hô hoán, kêu gọi di tản, tránh xa vị trí xe cháy và đồng thời gọi 114 trong trường hợp cháy lớn không thể kiểm soát. Chú ý, trong trường hợp có thương tích, đưa người ra xa vị trí cháy và sơ cứu tại chỗ nếu có thể, hoặc gọi cấp cứu 115 để đề nghị hỗ trợ. Bước 4. Gọi điện báo cho điều hành vận tải, quản lý đội xe và người phụ trách bảo hiểm và làm theo hướng dẫn. 2. Sự cố tai nạn giao thông. Bước 1. Bình tĩnh, kiểm tra tình trạng thương tích của mình và người xung quanh. Bước 2. Đặt tam giác cảnh báo hoặc ra tín hiệu, nhờ người ra tín hiệu để tránh tai nạn liên hoàn. Bước 3. Hô hoán nhờ người xung quanh hỗ trợ và thực hiện sơ cứu tại chỗ nếu có thể. Gọi cấp cứu 115 nếu có thương tích nặng. Chú ý, giữ nguyên hiện trường, trừ trường hợp phải di chuyển xe để cứu người bị kẹt. Bước 4. Gọi cảnh sát giao thông địa phương hoặc số điện thoại 113 hoặc 114 và thông báo ngay cho quản lý đội xe, điều hành vận tải để báo cáo và để được hướng dẫn xử lý tiếp theo và thực hiện theo hướng dẫn. 3. Sự cố tràn đổ hóa chất. Bước 1. Ngay lập tức đỗ xe vào vị trí an toàn nếu có thể. Bước 2. Bật đèn sự cố. Đặt tam giác cảnh báo khu vực nguy hiểm, tam giác dừng đỗ khẩn cấp trong trường hợp xe đang ở trên đường. Bước 3. Mang mặc phương tiện bảo vệ cá nhân bao gồm mũ, kính, găng tay, giày, khẩu trang phù hợp. Bước 4. Di chuyển người bị dính hóa chất ra khỏi vùng nguy hiểm nếu có và gọi cấp cứu 115. Bước 5. Sử dụng dụng cụ chống tràn đổ để ngăn chặn sự cố phát sinh, chống tràn sang vị trí khác và thu gom hóa chất bị tràn đổ. Bước 6. Tập kết sản phẩm, dụng cụ bị dính hóa chất vào hộp chuyên dụng trong bộ dụng cụ chống tràn đổ. Bước 7. Gọi điện báo cho điều hành vận tải, quản lý đội xe và người phụ trách bảo hiểm và làm theo hướng dẫn. Chú ý, gọi 114 trong trường hợp sự cố lớn và không thể kiểm soát được và phối hợp với đội cứu hộ cứu nạn 114 để kiểm soát sự cố. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video trên. Rất mong các bạn sẽ trang bị được thêm cho bản thân các kiến thức cần thiết và hữu ích để luôn đảm bảo an toàn cho chính mình và những người xung quanh trên mọi nẻo đường sắp tới.